À, giới thiệu anh em, đây là cái bộ ruột của sáp Innova Tiger Canon 77 luôn nha. Thì cái bộ V4 nè, sáp V4 thì nó xài ti 4 ly chuẩn theo zin, V5 là ti 5 ly nha. Thì này mình test hơi sẵn rồi, anh em về gắn vô xài thôi. Mua cái bộ ruột này thì mình tặng thêm bộ ron sơ cua kèm theo đó. Thì lưu ý anh em á, bộ V5 xài ti 5 ly nè. Bộ này anh em xài thì thật ra thì nó khó là xài nha, nhược điểm rất là nhiều, xài hay bị dính ti. Thứ hai là anh em bem nó không chính xác được, sẽ rất là dở. Hồi đây mình nhập về bán rất là dở nha. Anh em mua thì chuẩn theo zin đi, zin thì cái ti 4 ly nha, chuẩn theo zin thì anh em xài bem nó chính xác hơn. Thứ hai là nó không kẹt ti như 5 ly, 5 ly ti 5 ly nó nặng, dễ kẹt ti lắm. Anh em bem một phát đầu tiên nó bị kẹt ti, dễ kẹt ti, rất là dở nha. Chứ nó hai hơi xả rất là hổn, nó không chính xác được. Như là ti 4 ly, 4 ly nó theo zin, ta thiết kế là 4 ly được ra rất là đúng, ra nó chính xác, không như 5 ly nha. Đó. Thì anh em mua thì anh em nên mua là mình khuyên là anh em mua V4 đi, chuẩn theo gìn là ok nhất. Còn V5 thì ra là xài không được nha. Ở Indo ta chế cả tiếng thôi nhưng mà xài hơi nhiều, vậy nên mình xài không được, không ngon nha, không ngon, nó nhược điểm rất là nhiều. Anh em cứ chơi V4 là ok nhất nha, ti 4 ly. Rồi anh em cần alo số điện thoại này nha. Đó, cứ alo cho mình đi thì mình gọi lại cho nha. Rồi.